Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái video có tên là ký hợp đồng. Sao phải ký hợp đồng quý vị biết không? Vì lời nói gió bay và bút xa thì gà chết. Hiện tại quý vị biết không, trong những cái mối quan hệ gia đình mình còn phải ký hợp đồng nữa. Anh chị em ruột cho vay mượn tiền nhau hai ba bữa nữa nói không có vay, anh chị em tặng cho nhau phải làm để sau này có một cái căn cứ, có một cái cơ sở pháp lý. Nói như vậy thì rộng ra hơn là trên bình diện xã hội, những cái mối quan hệ bạn bè, những mối quan hệ ngoài xã hội, chúng ta phải cần thiết. Nếu trong trường hợp những cái giao dịch dân sự nhỏ thì chúng ta không cần ký hợp đồng. Tuy nhiên những cái giao dịch dân sự có giá trị lớn mà sau này nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyền và lợi ích của các bên đó, nó ảnh hưởng tới cái túi tiền đó. Khi mà cái mỏ vàng á, hai bên mà chuẩn bị khai thác cái mỏ vàng á, mà không ký hợp đồng á, tới một lúc nào đó cái mỏ vàng mà nó khai thác được á, thì bên A nói rằng tôi lấy 70%, bên B nói rồi hồi xưa thỏa thuận rằng là mỗi người lấy 50%. Thế nha quý vị và các bạn, thực tế thì trong đời sống xã hội có rất là nhiều cái hợp đồng. Chúng ta có thể đơn cử là trong cái hợp đồng thuê nhà mà. Chúng ta có thể đơn cử cái hợp đồng cộng tác mà. Chúng ta có thể nói là những cái hợp đồng dịch vụ mà. Hợp đồng tặng cho nhà mà. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà. Hợp đồng mua bán hàng hóa nữa. Rất là nhiều cái hợp đồng. Vậy thì nếu trong trường hợp có hợp đồng rồi thì chúng ta ghi những cái nội dung cơ bản gì? Thưa quý vị và các bạn, đó là những cái nội dung cơ bản của hợp đồng. Thì giới luật sư của chúng tôi thì tùy theo cái đối tượng của hợp đồng mà chúng ta sẽ đưa ra những cái thông điệp. Tuy nhiên đối với bất kỳ một cái hợp đồng nào cũng có những cái điều cơ bản sau đây. Thứ nhất là chủ thể của hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong cái việc video ký hợp đồng này thì tôi chỉ nói về những cái giao dịch dân sự thôi. Tôi không nói về cái mục đích cao cả lắm. Thì tôi chỉ nói rất điều rất là cơ bản. Thì chủ thể của hợp đồng có thể một bên là cá nhân, có thể là hai bên đều là cá nhân. Cũng có thể một bên là doanh nghiệp. Doanh nghiệp tức là cái anh này ảnh được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký. Còn một bên vẫn là cá nhân. Ví dụ như bây giờ tôi mua một lô gọi là máy lạnh đi. Thì tôi đến với cái công ty đó, tôi nói nhà tôi bây giờ xây nhà, tôi cần 2 cái máy, 10 cái máy lạnh. Thì ký với một cái doanh nghiệp thì gọi là hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc là hợp đồng mua bán hàng hóa. Như vậy, chủ thể của một bên là cá nhân, một bên là doanh nghiệp. Cũng có thể chủ thể là hai bên đều là cá nhân. Ví dụ như cái hợp đồng ủy quyền. Hôm nay tôi không làm được một cái công việc, sang tên đăng bộ, tôi mua miếng đất. Tôi nói với một cái ông X nào đó, tôi nói anh ơi, bây giờ vì cái miếng đất này nó ở Phú Quốc, cho nên anh nhận cái dịch vụ ủy quyền đi, rồi anh báo cho tôi thỏa thuận là bao nhiêu. Vậy nha quý vị và các bạn, chủ thể của hợp đồng có thể một bên là cá nhân, có thể một bên là hai bên đều là cá nhân, có thể một bên là cá nhân, một bên là doanh nghiệp. Điều thứ hai đó là đối tượng hợp đồng. Quan trọng lắm nha quý vị. Nếu quý vị và các bạn không biết những cái quy định của pháp luật thì quý vị và các bạn sẽ rất là khó khăn. Giờ tôi nói chuyện rất là đơn giản. Hôm nay là đối tượng hợp đồng. Hôm nay là tôi có một cái
mua một cái bình bông này, tôi mua một cái bình bông này và tôi mua một cái số lượng lớn để tôi mua tôi tặng cho các thầy cô giáo ngày 20 tháng 11 chẳng hạn. Tôi mua số lượng là 200 bình bông với cái giá như thế nào đó, và tôi thỏa thuận với cái người bán hàng cho tôi rằng là tôi mua 200 bình bông, giá của một bình bông 100 ngàn. Trong cái hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ thỏa thuận những cái điều khác nữa. Tuy nhiên tùy theo cái đối tượng hợp đồng, quý vị và các bạn nha. Hồi nãy tôi cũng có nói rồi đó, đối tượng của hợp đồng dịch vụ. Tôi có miếng đất ở ngoài Phú Quốc, tôi nói rằng tôi không thuận tiện đi để mà sang tên đăng bộ. Vậy thì cái ông nào đó, ông dịch vụ đó, ông nói rằng là thôi bây giờ tôi sẽ làm hoàn tất cái thủ tục sang tên đăng bộ qua cho chị Thu với cái giá là 10 triệu. Tất cả những cái chi phí thuế gì đó thì chị chịu nha, có hóa đơn chị chịu nha. Tôi nói đồng ý thôi. Và giữa tôi và ổng xác lập cái đối tượng làm cái dịch vụ, hoàn tất cái dịch vụ sang tên đăng bộ đóng thuế. Thêm một cái ví dụ nữa nha quý vị. Ví dụ như hôm nay tôi thuê cái nhà này đi. Thì đây là cái hợp đồng thuê nhà, cho nên ông chủ nhà ông mới nói với tôi rằng là tôi cho chị thuê cái nhà diện tích là bao nhiêu, giá là bao nhiêu, thời hạn là bao nhiêu. Như vậy cái đối tượng mà để ta xác lập đó là cái chính, cái nội dung cơ bản, cái mấu chốt của vấn đề đối tượng của hợp đồng. Giờ nó rộng ra ha. Giờ hiện tại trên cái phương tiện thông tin đại chúng á, bây giờ mình mua hàng online á. Hôm nay tôi alo tôi nói công ty ơi, bây giờ tôi cũng muốn mua một cái máy quay Canon C700. Tôi thấy ở trên mạng Lazada cái giá nó là 15 triệu. Tôi điện thoại trên công ty Lazada, tôi book hàng. Và công ty bảo rằng là chị phải đưa cho cái số lượng, cái nhãn mác, cái loại. Chúng ta sẽ thỏa thuận trên cái tinh thần ý chí. Có thể rằng là bây giờ mình sẽ đưa cái ý chí đơn phương rằng là bên công ty Lazada đó nó đã có bán một cái máy quay phim Canon 700 với giá là 15 triệu. Thì mình đặt hàng được gọi là xác lập hợp đồng. Cũng có thể rằng là giống như nãy tôi nói là hợp đồng mua bán hàng hóa. Một cái bình bông này, phía bên công ty đưa ra cái giá 100 ngàn đồng. Tôi bảo rằng là không, nếu tôi mua số lượng lớn thì bên công ty có chiết khấu cho tôi hay không? Bên công ty bảo rằng đồng ý đặt hàng 100 cái sản phẩm với đơn giá là 95 ngàn. Cái sự thỏa thuận của hai bên trong cái đối tượng hợp đồng rất quan trọng quý vị và các bạn ạ. Nếu trong trường hợp cái sự không có một cái sự thỏa thuận thì khó mà xác lập hợp đồng. Đây, cái đối tượng này ta gọi là ý chí song phương của hai bên, một cái sự thỏa thuận của các bên tất cả các điều khoản. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi nói về thời hạn hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, cái thời hạn hợp đồng cũng lại quay vấn đề là do hai bên thỏa thuận. Tôi ký một cái hợp đồng thuê nhà với cái thời hạn là 5 năm. Tôi ký một cái hợp đồng cộng tác. Giống như bây giờ cái chuyện là môi giới nhà đất đi. Bây giờ tôi có một cái dự án. Dự án của tôi có 100 cái căn hộ. Và tôi ký với mấy người môi giới. Tôi nói rằng là tôi sẽ đào tạo anh. Anh bán sản phẩm cho tôi. Trên từng sản phẩm đó thì anh hưởng huê hồng vài phần trăm gì đó. Và thưa với anh rằng tôi chỉ cộng tác cho anh đúng thời hạn 1 năm. Nếu hết thời hạn đó, hợp đồng hết hiệu lực, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, hết quyền và nghĩa vụ rồi quý vị và các bạn.
Cũng như vậy, trên một cái hợp đồng ủy quyền, tôi nói rằng là tôi ký với anh cái hợp đồng ủy quyền này trong thời hạn là 5 năm. Nếu trong hết thời hạn đó thì mặc nhiên cái hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực. Đó là vấn đề thứ hai tôi nói cho quý vị nghe về thời hạn của hợp đồng. Tùy theo cái từng cái loại cái hợp đồng mà chúng ta sẽ có những cái ý chí, những cái đối tượng. Thực ra tất cả những cái hợp đồng về hợp đồng thuê nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thầu xây dựng và hợp đồng, tất cả các hợp đồng đều có luật quy điều chỉnh quý vị ạ. Hợp đồng mượn nhà, hợp đồng vay tiền đều có cái đối tượng. Và luật cơ bản chi tiết hóa những cái hợp đồng chính xảy ra trong cái đời sống hàng ngày. Vấn đề thứ ba tôi muốn nói với quý vị và các bạn, đó là quyền và nghĩa vụ của các bên. Không thể như mẹ con được, mà ngay cả mẹ con thì cũng có hợp đồng tặng cho, có điều kiện đó quý vị. Thôi bây giờ tôi đơn cử cho quý vị một cái hợp đồng tặng cho có điều kiện. Mẹ bảo rằng là hôm nay tôi cho con tôi một cái nhà này, nhưng với điều kiện con phải chăm sóc nuôi dưỡng mẹ suốt đời. Hợp đồng tặng cho có điều kiện. Quyền của mẹ là tặng, nghĩa vụ của mẹ là tặng, và quyền của mẹ là yêu cầu được chăm sóc nuôi dưỡng suốt đời. Như vậy, quyền của người con là gì? Được nhận cái tài sản. Nghĩa vụ của người con là gì? Nghĩa vụ của người con là chăm sóc mẹ. Nó song song quý vị và các bạn ạ. Bên có quyền thì đối chiếu với bên có quyền là bên có nghĩa vụ. Giờ tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái hợp đồng khác ha. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên chuyển nhượng chuyển quyền cho bên nhận chuyển nhượng. Trong cái quyền và nghĩa vụ hai bên thì bên chuyển nhượng chuyển tên sang tên đăng bộ, nhận tiền, giao đất, giao nhà. Còn có thể là trong cái việc mà hoàn tất nghĩa vụ thuế á, thì do các bên, hai bên tự thỏa thuận thôi. Ngược lại, bên nhận chuyển nhượng, cái quyền của họ là gì? Họ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng nghĩa vụ của họ là phải trả tiền. Quyền và nghĩa vụ các bên tự thỏa thuận tiếp. Thỏa thuận là gì? Trong cái hợp đồng sang tên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó, nó có hai cái khoản thuế. Thuế thứ nhất đó là thuế thu nhập cá nhân. Thuế thứ hai nữa là thuế bạ. Thì hai cái loại thuế này các bên tự thỏa thuận. Có thể rằng là bên A, cái bên chuyển nhượng đóng tiền, cũng có thể là bên nhận chuyển nhượng đóng tiền. Thêm một cái ví dụ nữa nha quý vị, đó là cái hợp đồng ủy quyền. Tôi nói thêm một cái ví dụ nữa nha quý vị, đó là cái hợp đồng mua bán hàng hóa. Hồi nãy tôi ví dụ rồi, tôi mua 100 cái sản phẩm này với cái giá là 95.000 đồng một sản phẩm, thì cái bên cung cấp á, bên bán á, họ nói rằng là 100 sản phẩm nhân với 95.000 đồng, doanh nghiệp có cái gì? Thuế, VAT, bên nào chịu? Các bên thỏa thuận tiếp thời hạn thanh toán. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa có cái gì? Giao nhận, thời điểm giao nhận, giao ở đâu? Giao tại công ty tôi, giao tại văn phòng luật sư tôi,
hay là giao tại cái kho bên cái người bán. Như vậy cái người bán, cái quyền của người bán là nhận tiền và bảo hành cái sản phẩm này trong thời hạn. Còn cái nghĩa vụ của họ là giao và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Thế nha quý vị và các bạn, trong cái việc ký hợp đồng này, hôm nay luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái thông điệp rất là cơ bản. Nếu quý vị và các bạn có muốn một cái xác lập một cái thỏa thuận giữa hai bên, thì chúng ta sẽ ký một cái hợp đồng, trong hợp đồng đó ghi những nội dung cụ thể về đối tượng của hợp đồng, về quyền và nghĩa vụ của các bên, về thời hạn của hợp đồng. Đó là những nội dung cơ bản của hợp đồng. Sắp tới thì tôi sẽ làm một cái hợp đồng xuyên quốc gia, quý vị và các bạn đón xem nha. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì mong muốn của luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc là cái kiến thức pháp luật sẽ được cập nhật theo thời gian cho những ai còn chưa biết kiến thức pháp luật của Việt Nam mình. Bởi vậy cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta ra đời. Kính mong quý vị và các bạn ủng hộ bằng cách là like, share cho mọi người. Hoặc thậm chí là bây giờ mình coi cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta mà mình không hiểu, thì có thể là mình sẽ hỏi lại bằng cách comment và để lại cái thông tin ở phía dưới. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc một cái thời gian dài. Một lần nữa cho tôi gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn.